hàng loạt bảng quảng cáo nhà đất được treo lên như thế này. Nổi bật nhất là bảng quảng cáo dự án Golden Central Park với thiết kế chi tiết các dự án đi kèm. Golden Central Park là cái tên em đặt bỏ tiền ra để em làm chi phí quảng cáo này kia đó và hợp tác để làm bán hàng á chị. Trời ơi, gây nhầm lẫn cho người mua thì sao anh? Không có nhầm lẫn đâu chị, ở đó tất cả mấy dự án dưới chỗ nào nó cũng đặt hết mà. Theo như đại diện của công ty này thì tất cả dự án ở đây đều là dự án ảo, không nằm trong quy hoạch của huyện. Từ khoảng 6 năm trở lại đây, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã quy hoạch dọc hai bên trục đường tỉnh lộ 4A làm hạ tầng giao thông để người dân đảm bảo sinh hoạt và người dân được chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất thổ cư và tách thửa. Từ đó đã nảy sinh việc người dân sang nhượng đất cho các công ty bất động sản và những công ty này đã tự đặt tên dự án để nâng giá đất. Huyện đang chỉ đạo cho phòng thông tin rà soát các cái bảng quảng cáo mà nêu những dự án cái khu đất này nó không đúng cái sự thật trong cái mục đích mà người dân người ta đang thực hiện. Thì hiện nay là làm các cái đơn vị mà tự đưa các cái dự án đã được tháo gỡ các cái bảng này xuống. Đây là những cái biển quảng cáo của các công ty bất động sản sau khi thanh tra xây dựng của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên thay vào đó là những cái tờ rơi quảng cáo như thế này. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục rà soát các tờ rơi quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời khuyến cáo người dân khi mua đất nên đến phòng một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền để tìm hiểu thông tin quy hoạch.